Trên khắp công trường dài 58,2 km đi qua địa bàn 7 quận huyện ở Hà Nội, các nhà thầu đang triển khai trên 30 mũi thi công ngày đêm. Trong đó dự án thành phần 2.1 đường song hành đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng sản lượng đào đắp đã đạt 23,78%, tăng thêm 14,86% so với cuối năm 2023. Cùng với tập trung giải phóng các công trình ngầm nổi, chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực máy móc, phấn đấu hoàn thành tuyến đường song hành đoạn đi qua Hà Nội vào giữa năm 2025, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội 18 Đảng bộ thành phố. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài hơn 112 km, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai và Nội Bài Hạ Long. Dự án khởi động từ năm 2022, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Đây được coi là vành đai kết nối mọi vành đai, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển đồng đều, toàn diện, bền vững của thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng.